Maldives là một quốc gia quần đảo ở Ấn Độ Dương. Địa lý độc đáo của nó làm mê hoặc rất nhiều du khách. Với những cái hòn đảo nhỏ như viên ngọc, được viền bởi lớp cát trắng mịn tuyệt đẹp, bao quanh là những vùng nước nông trong vắt, từ lâu nổi tiếng là một thiên đường du lịch của miền nhiệt đới. Quốc gia này có tới 1.192 hòn đảo, trải dài 871 km. Tổng diện tích của quốc gia này khoảng 90.000 km², nhưng phần đất nổi trên mặt nước chỉ khoảng 298 km², tức là khoảng tương đương với huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có khoảng 200 hòn đảo có người sinh sống. Dân số hiện nay là 540.544 người, ít hơn dân số của huyện Bình Chánh 160.000 người. Hành chính của nó được phân thành hai cấp. Cấp 1 là các cụm đảo và các thành phố. Dưới cụm đảo là hội đồng các đảo. Dưới thành phố là các phường. Cả nước có 4 thành phố, trong đó thủ đô là thành phố Male, một thành phố cực kỳ xinh đẹp mà cũng cực kỳ đặc biệt giữa Ấn Độ Dương. Toàn thành phố có 4 đảo, diện tích gần 10 km², dân số khoảng 133.000 người. Điều đáng nói nhất là đây, trung tâm thành phố nằm trên đảo Male. Theo thống kê chưa đầy đủ thì dân số trên hòn đảo trung tâm này là khoảng 109.000 người. Diện tích của nó là 1,95 km², tức là gần 2 cây số vuông thôi. Như vậy thì mật độ dân số sẽ là hơn 50.000 người trên 1 km². Thử tưởng tượng quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh các bạn thấy đông đúc chưa? Nhưng chỉ khoảng 18.000 người trên 1 cây số vuông thôi. Còn cái đảo này mật độ gấp 3 lần như vậy. Để thấy thú vị hơn thì tôi sẽ đưa ra một cái so sánh nho nhỏ như thế này. Ở bên phải là đảo Male của Maldives, 1.95 km². Bên trái là đảo Greenland của Đan Mạch, diện tích là 2,17 triệu km². Dân số ở bên trái bằng khoảng một nửa dân số ở bên phải. Dân số đảo Greenland là khoảng 56.081 người. Giả sử chia đều một cách tương đối trên diện tích này thì nó sẽ như thế này. Rồi, ở bên phải ta cũng chia đều theo diện tích như vậy thì nó sẽ như thế này. Quả thực là nó vượt ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Để tìm ra hòn đảo nào đông đúc nhất trên thế giới hiện nay là một điều rất khó khăn, vì số liệu thống kê ở mỗi quốc gia là khác nhau, đặc biệt là thống kê ở các thời điểm khác nhau nữa. Tuy nhiên, bằng những đánh giá cá nhân thì tôi nghĩ hòn đảo Male này là hòn đảo đông đúc nhất nhì ở trên thế giới hiện nay. Trước khi kết thúc cái video này thì chúng ta nói về văn hóa và du lịch một chút. Cả nước có khoảng 4 sân bay quốc tế. Phần lớn du khách đến nước này đều hạ cánh ở sân bay quốc tế Valana của thủ đô này, trên đảo Hulhulle. Từ đây thì có thể dễ dàng vào thủ đô bằng thuyền hoặc đường bộ thông qua cầu hữu nghị Trung Quốc Maldives, được khánh thành năm 2018. Ở đây còn có một loại hình đặc biệt nữa là taxi bay, cất cánh và hạ cánh trên biển luôn. Đường phố của thủ đô Male thì khá nhỏ và có nhiều xe máy. Đa số dân cư theo đạo Hồi, phụ nữ thì ăn mặc khá kín đáo. À quên nữa, nước này là một đất nước lái xe ở bên tay trái. Rồi, thì các bạn nhớ đăng ký theo dõi. Nếu mà có phản hồi hoặc có thông tin gì thú vị thì các bạn nhớ comment ở bên dưới nha.